Vì trong thời gian đó thì mình mới đi nấu cho một cái nồi nước giấm, tại vì để cho nó giấm nó không có lên chua, mình nấu giấm để cho nó không có lên nữa. Mình dùng giấm Mỹ, mình lấy một mớ giấm Mỹ mình pha thêm miếng nước, mình nấu sôi lên rồi để nguội. Mà sẵn đây nó vừa làm sạch cái mùi hôi trong nhà luôn. Là nồi nước giấm nấu sôi lên rồi mình sẽ tắt lửa, mình để nguội.